À, có một phần quà ở nhà tài trợ Hiền Bảo Thánh, đề nghị các nghệ nhân top 20 đừng về với tôi. Các nghệ nhân top 20 ở lại vẫn còn quà nữa. Vâng, nếu mà không nhận thì để lại cho tôi. Một lần nữa xin chúc mừng các nghệ nhân vào giải top 10.